anh bị đòn rồi, cũng ngại đến đường anh luôn. Còn má đi anh bị đòn rồi, giờ anh cũng ngại luôn. Không, cậu về à? Không. Chào quan sát kỹ lắm. Chào quan sát kỹ lắm, cảm ơn bà. Mấy người quan tâm hết rồi. Dạ. Thầy anh thấy là anh xài với lại mùi anh xài con mãi có nổi tua đúng không? Cái con nào cũng hốt hết nha, cuối ngày là con hốt hết. Màu này là 164 trong collection của Belly New nha. Cấp được xíu lâu lâu phải lộn trong đó, dính lộn đó sẽ phải lộn như thế. Đâu có một con chưa ghi đúng không? Sao tới chị hiểu luôn. Quan trọng là mình đã thấy sao? Người thấy rõ không? Không thấy rõ không? Hey. Đúng cái cửa. Một giờ sợ sợ. Giấu anh cái bỏ lại cho ta. Cái miếng mới của mình là cái này nó hơi ngắn hơn cái loại cũ. Loại cũ chút xíu. Đổ làm ảnh hưởng chung hết đó. Nói chung mà nếu trả lại cho ta thì yes. And send me your video, okay? Thank you. Rất là dễ cắt nha mọi người. Phải nói là cực kỳ dễ cắt. I think I have next week. Are you brush number 12? Brush from Tammy. Mình nhiễu luôn tí xíu trong cái miếng cắt cho nó cắt ra cho nó sắc. Okay, thank you. You have my Facebook? I think so. Tammy. Oh, I do. Yes. Mình muốn order. Okay, nhắn tin cho mình để lấy order. 3 miếng 30 đồng thôi ha. 3 miếng 30. Cái miếng loại mới nha. Cái loại cũ ngày xưa nó được cắt đúng rồi chị ơi, em cắt ngược không à, em cắt ngược không nha, cắt ngược là em phiêu nó dễ cắt hơn. 1000
Rồi. Cái miếng này tại vì nó do nó hơi lần của Kim La và nó cái miếng này nó trơn á, nó có cái độ bóng thì nó không có bị dính ở dưới gì. Còn miếng cũ ngày xưa á, I hear press number 12, cái miếng ngày xưa okay, can you do the video? Yes, this one. Thank you. You thought I had a meeting. Yes. Okay. Good. You picked up. Good. Okay. I'm excited. Yes. You press the metal. You can buy from me. You can test for me. I think I will have the website. 10 more days or next week. I have the website. Not Amazon. Amazon don't have a shop like that. Cái kết này là cái mới của mình đó. Kết này là kết mình làm sau này. Còn cái loại trước nó hơi cái loại trước á nó hơi dài tí xíu mà nó không có cái độ bóng, nó nhám, khi mà mình cắt thì nó dễ dính vô trong cái miếng cắt. Còn cái này cái mới á, thì nó không có dính bột vô, mình cắt nó trơn á thì nó sẽ sạch, nó đi nó bén hơn là Ayurpress number 12, nó bén hơn là cái loại cũ. Mình nhúng chút xíu ly vịt luôn. Như thế giờ này tự nhiên nó đói bụng, nó vươn tay vậy ta. Chuối ăn chứ. Ăn cái chuối. Giờ ăn cái chuối đi, ăn cái chuối á. Không. Ăn chuối cho nó là làm. Tự nhiên tay nó không ngờ được chứ. Đói bụng hay sao? Vậy ăn á, mày vừa biết ăn. Hôm nay làm dạo này bộ đi thi gì hả Phúc? Em đi thi gì hả Phúc? Nếu mà bên hai bên chưa sạch máy thì mình lấy con dao để cho hai bên tí xíu. Tự nhiên cái hộp này nó nằm nằm trong cái mình đó. Cái lỗ chiếc mua chiếc pha của chị có bán nha, nếu mà mua số nhiều á thì sẽ có mức giá cho cái chiếc này á. Mình cái form nó rất là đẹp mà dễ dán, chiếc này mình là chiếc nhọn, khi mình cắt á thì nó ra thành coffin, nó rất là nhanh luôn, cái form nó rất là đẹp ha. Đó, mình không cần dũa gì hết. Khi mình coi video lại của mình thì mình chỉ cắt rồi xong, không có dũa hai bên. Chuyện thường tình thế thôi, mà có gì đâu ngạc nhiên hả chị Thảo. Em dũa kiếm cơm ngày chưa? Ông biết gì? Em đi coi đâu em? Đi coi đâu?
bình thường mà chị. Ba tỷ mình qua, ba tỷ mình trả đất cho em. Ba tỷ cái em không hỗ trợ năm chi trả rồi hôm nay mình được năm nghìn. Chiếc đó bao nhiêu? Chiếc này một nếu mà mua lẻ một set á, thì nó sẽ có từ số 0 cho tới số số 9. Từ 0 cho tới 9 sẽ là 500 chiếc. Là sẽ là tám đồng rưỡi, nếu mà mua nhiều thì mình sẽ bớt giá lại nha. Còn mua một hai bịch thì sẽ là 8 đồng rưỡi một bịch. Nếu mà mua nhiều thì sẽ giảm giá. Piso này là màu solid. Bộ còn thì đắt bao nhiêu? Cọ hả? Cọ bây giờ là tuần tới là mình sẽ có cọ nha. Tuần tới mình sẽ về cọ số 12, 15 và 17. Để chị share, đem lên 2.000. Ok, nó đang là 1.200. Chị share được 2.000, chị sẽ có thưởng. Sẽ có thưởng nha. Sẽ lên 2.000 đi. Mình vàng share, nếu mà lên 2.000 sẽ có thưởng. Ok. Thưởng cái gì vậy? Thưởng hả? Thưởng cái cọ. Thưởng cái cọ. Cho lớn luôn. Cả ông tròn nha. Ông tròn thiệt 100%. Kolinsky. Con nhỏ Tiffany mà thank you. Thưởng gì nè? Thưởng em cho chị. Cái này mình làm đứng cho lên trên. Tại vì lát nữa mình phải phủ một lớp clear. Cháu này hên cho cháu. Hên á, cũng ngon á. Mình làm cẩm thạch xanh nha. Đúng vậy ta. Chưa lấy.
Chứ khi nào mới được nhiều? Chứ khi nào mới gọi là thầm mì đủ với thầm mì cho? Có là không? Mình làm đừng cho có lem lên đây thì gì đó nữa, mình phải phục vụ lớp clear lên nữa. Cẩn thận nha mọi người. Đợi sáng lên bóc luôn rồi. Hello, how you doing? Màu Charlotte này là 63 và 65 thôi. Okay, next one set. Go ahead and wash your hands. Sao là 65 rồi, sao là 63 nha. Cái này mình xài xài liquid đó, xài liquid diesel. Ok. Bỏ thêm miếng liquid vô. Mình đừng làm á, đừng cho nó lem lên, cứ đừng like nha mọi người. Để lát nữa mình còn bỏ một cái lớp clear lên nữa. Mình cho lem lên nha, làm lớp mỏng ở dưới thôi. Rồi lát nữa mình sẽ bỏ xe đi lên. Chế hình là hôm nay 4 là mấy? Xe vô cái nước Canada. Ok. Cháu cháu có thể 5 đồng. Tại chị á, chị sẽ ít quá để tục sao không? Nó solid 71. Solid 164. Gì mà chị để nó tục kiểu đó là chị Thảo, vậy mà chị đòi. Solid 164. Vậy đâu hoài lần sau. Đó Thảo. New 164.
trong collection của Bellini. Nina, hello Nina Nail. Bắp hai. Rất from Tammy. Cẩn thận đắp, khi mình đắp cái này mình cẩn thận đừng có để cho nó không lên lên cái đường cái màu nude nha, tại vì lát nữa mà mình phải bỏ một lớp clear lên. Nếu mà mình để cho nó lên lên này mình khó, nó mình không có mà dỗ được, nó dơ. I have to sign this week. Làm ma bầu bột rất là dễ nha. Cực kỳ dễ. Hello chị Khánh Lê. Hello. Bây giờ mình bỏ một lớp clear để phủ lên nha. Clear on top. In Vegas they don't charge at all. It's like it's normal. Like bây giờ mình phủ lớp clear. You know what I'm saying? Just part of custom service. 10 or 15 minutes. Okay. Yeah. You know when you come here that your nail done, it's like going to go shop at Sir Nordstrom. You get go one too. Yeah. Bye bye. Really? Bye. Yeah, I'm going to play for lunch.
I have four gone coming. Four? Yeah, man. Yeah, South Jordan. Really? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Mình làm ba bộ làm cũng rất clear lên. Đẩy sát lên, phải từ trên xuống thôi nha. Tuần tới cậu mình sẽ về nha. Cái chuyện nào cần cậu thì nhắn tin cho thêm mình. Tuần tới sẽ về tọa số 12, 15 và 17. Mà kỳ này mình sẽ làm hết cái hai theory. Mình làm cái màu khác, không phải là màu xanh, nhưng mà mình làm màu nâu. Hai thôi. Sát lên trên đây luôn, sát lên góc luôn ha, cũng clear từ trên xuống dưới luôn, từ cái góc cắt xuống. Chị hey Vanessa, miếng cắt bộ ba không có nha, ba cái 30 à, ba cái 30 đồng ha. Có sẵn miếng cắt, có sẵn nha mọi người. Canada, mấy chị nào Canada thì cứ liên lạc với lại Lucy, Lucy Dương nha, Lucy ha. Bên Canada cũng có luôn nha. So my color. Hai chị Chi Hoàng. Oh no, what is? Yo. I will have a website next week. Thank you.
Nếu chị nào ở Canada thì liên lạc với Lucy. Hi chị Tâm Nguyễn. Hi Haley, hi Thanh, khỏe không? Có đi thi là vôi nail không? The nail vôi. Chị Thích Tâm là đẹp quá, không đi thôi lại hàng không dám thi cái gì chứ. Vòng cởi xe còn không vô nữa chứ đừng nói vòng nào. Còn gửi xe còn không được nữa. Nếu chị nào là mua bột chi xù muốn refill, em cũng có bán lẻ hết nha. Bán lẻ rồi có bán nguyên xét cũng có, thùng lớn. Rồi nói chung á, những cái thứ mà mình làm á thì mình đều có bán hết. Nhưng chị nào mà cần nó thì liên lạc với lại thêm nhiều nha. Thêm nhiều thêm nhiều mess up sắp chỗ nào. Chỗ nào? Oh no, it's okay. It's okay. Oh yeah, it'll cost me. Yes. I'm sorry. I was like, no, no you're fine. No. Your hair? So cute. Yeah, it's so cute. I'm so excited. So cute. Hey, trip hat. Yeah. Dạ, anh coi thử. Cái này ngắn chưa? Đó, khi mình mấy chị thì sử dụng cái máy nè để mình shape thì cái shape mình sẽ rất là đỡ cực ha. Dùng máy shape trước khi là mình dùng cái dũa. Làm J thì một là mình lấy màu American với lại màu 65, hai là mình lấy màu số 63 và 65 cũng được. Tăng tiếng Hoàng.
xếp rồi á thì cái phần này mình dùng mình vũ mình sẽ đỡ mệt hơn. Cái vậy nào mà cần mua cái vũ này nè, mình cũng có luôn nha. Vũ xếp nè. Vũ xếp của Chiso ha. If you want to buy electric, stop by and see, hook you up. If you want a car. Okay, sorry. If you need a car, well, the electric is a definite. Nhiều ta? Cái chỗ này mình làm nó cũng có bị không bén được tay khách. Nhiều lúc nhiều cái vũ mà để vô đây nó đứt tay. Nhưng cái này nó không có bị nha. Mình có cái màu xanh với màu trắng. Chẳng hào phải không em?
Dạo này em làm dữ quá mà, 15, cách trên 15, dưới 20. Trên 15, dưới 20 là sao? Đẹp quá à, 2 ký ức. Dũa đó đáng sao chứ. Dũa này á, dũa cây đó là 1 lốc là 27 đồng, 30 cây. Hàng mới của chị Sổ. Bình chỉ 25 đau mà 25 em 25 chẳng nhỏ hơn em và đanh đợi mơ 52 cũng chị cũng bán luôn, gọi là medium nha, cái đò nhỏ mình có hai loại, một to một nhỏ. Cái loại này cái size to size nhỏ chứ không phải là cái chui nha. Hai chị cha nè, khỏe không chị? Đâu quá chị, đâu em thấy cái đầu này xài rất là ngon luôn, phun su. Nếu chị có gì cần mua gì nhắn tin cho em, nhưng mà những lúc bận á em chưa có trả lời chị, có gì em sẽ trả lời sau nha. Tháng 6 chị có đi không chị cha nè? Sáng đó có đi lớp học không? Em mong gặp chị ghê luôn á. Cho chị sắp xếp. Dạ không sao chị, lúc nào cũng được hết, bây giờ cũng được hay là tới sắp tới ngày đi cũng được nữa, anytime, không có sao chị. Chị có thể trở lại bất cứ lúc nào, sắp xếp đi nha, không đi là không có gì. Chị muốn đi lắm luôn hả? Đó thì có gì á, có gì cứ nhắn tin cho em. Trời ơi, em là trong gặp chị ghê luôn á, mà không đi cái chị này là sẽ không bao giờ gặp mặt chị luôn, tại vì cái lớp này là cái lớp cuối cùng của sư phụ rồi. Em không muốn gặp chị lắm á. Phải à. 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 Phải
sách rồi, cũng còn tháng rưỡi nữa chứ mấy, nhanh lắm. Sẽ rất là nhanh. Nhắn cho em chi. Nhắn cho ai cũng được mà. Nhắn cho Thảo cũng được mà. Nhắn cho ai cũng được. Không cần nhắn cho em. Miễn sao chị đi được rồi. Nhắn từ phòng sau ok, nhắn cho lại cho thêm mì như vậy thôi. Mình khách nó quay tiếp khóc lát nữa mình sẽ bóc xin cái video của nó. Hai Thủy Trần bởi gì đó. Từ sao mà nhắn sư phụ sắp xếp chỗ cho chị. Em chỉ còn lãnh tiền thôi. Lan, Eva. Em nằm thở vô quê, khách vô làm cuốn xếp. Chuyện em đã đi, mùa trăm vô hai chị Lợi. À chị Lợi có lấy bông CD không chị Lợi? Em chừa cho chị. Cho em sắp hết rồi. Em sắp hết bông CD rồi đó. What time? 7:30. Oh my god. There's so many people in here. Yeah. We close 7:30. You close at 7:30? Rồi.
Last customer. Yun Thum. Every time. Yeah. Last people. Yeah. This is a lot, but usually it's just me. Mm-hmm. And I can do light trim. You like? Not hurry. Yeah. Đi làm trễ chắc cái này chắc thứ năm thứ sáu thứ bảy gì đó, nên 11 giờ mới làm, nên 11 giờ mới đi làm. Cái bộ này chắc bộ thứ sáu bộ thứ bảy. Cuối cùng rồi đó mới làm ấy chứ. Chứ nếu mà còn khách nữa chắc cũng không dám like, tại vì không có đủ giờ. Người cuối cùng làm nó thoải mái, mai lúc nào người cuối cùng nó thoải mái mình không còn phải gấp gáp, sức khỏe. One more time. Yeah. Đúng rồi. Để nói nó hả, khi nào vô cái giờ này không có bắt khách nữa không? Thì like nó ok, cái giờ này cũng giờ nhiều người ta đi làm rồi á. Đó. Đó. Có nhiều người vô coi hơn là like mấy cái giờ sáng giờ trưa á. Thì ít người ta nhiều lúc có nhiều người ta bận người ta làm. Lâu lắm mới làm kê lại. Lúc đầu vô cả gần 200 người luôn á chứ. Nhiều người coi. Mấy giờ này giờ mấy cái tiệm ban kia cũng 9:30-10 giờ. Nhưng mà mình măng me được. Cái gì nữa.
đi tới đâu là đen tới đó. Nói gì Thảo? Giờ này em thấy ít thấy chị like hả? Với đuổi ngoài Vegas á. Thảo hả? Thảo là chị em gục. Gục thịt. Vui vẻ vậy không chị? Hấu gì? Dạ mà chị hốc ít rồi em. Đuối. Không có lấy nhiều như lúc trước nữa. Nói chị Tiffany. Tháng 8 nè. Không có tháng 8 là tháng 9 chị đi show Vegas á. Em có em đi vô đó chơi nha. Chị em mình gặp nhau nha. Nghe Linh. Bữa nào qua đó thôi á chị em nha. Thì đó, chị đi show Vegas đó, cái gì em cứ show chơi. Ha. Show Cosmo đó. Show lớn nhất đó nè. Hồi nào lần đầu tiên chị đi luôn á. Mỗi năm chị không có đi, năm này đi. Năm này nhất định là đi. Trời ơi. Nói vậy thôi chứ em bằng móng tay không biết bằng đất cái cặn lông của chị nó kỳ không nhỉ. Giỏi gì chứ. Bằng cặn lông của chị còn chưa được nữa đó chị nó kỳ. Để chị nói em đi vịt cho em có vé. 8 giờ rồi đó trời. Hết rồi. Thank you. Ok nào. Dụ gì? Rơm gì? Rơ nào? Rơm. Hả? Hai chị Tiffany Trần. Nhớ nha, em cũng ở gần đó đúng không Linh? Em ở gần cái chỗ mà cái chỗ mà để làm xô đó. Em gần không? Chị em có đứa bên đây rồi, em kêu đây được. Đúng rồi. Ok. Wash your hands. Thì nhắn tin cho anh cho cái vé đi vô thôi. Trời ơi, tổng CEO chi sùa mà. Em xin hả? Một như em xin hả? 10 cái cũng được nữa. Chứ đúng không Thảo? Chân dài cỡ Linh là xin 10 cái vé anh còn sao. Chứ đừng nói cần một cái.
mỗi lần em không đi chứ năm nay em phải đi vì có chị, em hiểu không? Không Linh. Mình xài thuốc chỉ sổ luôn nha. Cái gì cũng chỉ sổ hết. Cái này nè, bấm không được vàng. Giờ chị Thảo mới thấy em nè. Chị Thảo á, chị vô đây á, chủ mục đích á, chị đi kiếm anh David thôi. Trang cục. Đó, chị đi kiếm CEO của chị thôi. Chứ thank you. Chứ em đâu cần phải thấy làm cái gì. Chị tìm anh David đó. Nông ghi tháng 6 là đi Florida, tháng 8 là đi Vegas, sướng dễ sợ. tháng 6 là được gặp chân dài Thảo Mai Trần, tháng 8 được gặp Linh Trương chân dài Linh Trương, gặp toàn người nổi tiếng không à. Chị mong làm gì em đâu biết, ghẹ chị tìm chứ tìm làm gì. So pretty, Jay. Yes. Nói em dù sao cũng chân dài mà, chị mới chân ngắn thôi. Chứ Thảo với Linh là chân dài lắm rồi. So pretty. Tháng 6 sẽ được gặp Nguyễn Yêu, đại gia của em. Đại gia của chị chứ của em gì. Chị tối này chị Thảo tìm đại gia của chị, đại gia chi sồ của chị. Trời, ngày nào cũng cắt thì còn ma bồ luôn chết. Ừ. Skill phát khiếp hả, đẹp phát xỉu, clear với màu xanh, màu 63 với màu 65 em. Không phải clear, clear là mà clear clear. Đẹp xíu. Xíu đi em. Sẽ tại chỗ. Này nó bóng. Nước bóng này nó bóng giả mang luôn nha. Nó bị vàng giá. Hai nam phạm. Bộ này Linh lấy nhiêu vậy Linh? Bên em á. Giống như ma bồ với lại cắt gì nè. Linh lấy nhiêu Linh? Em không biết gì. Sona bóng ha, đẹp ha. Sao nó đứng im vậy ta? Vụ gì mà nó đứng im vậy? Okay. Em đừng nghe lời con lùn. Em ngắn lắm, không có hạp với đại gia. Thảo mới đúng. Thảo chân dài, Linh chân dài nè. So smooth. Sometimes in the same ball like that, but on the field, I don't show it well.
Bị gì ta? Mất hết à? Cái video nó bị gì vậy ta? Cái gì tưng 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 không mà. Cái sao vậy? Inside. Mở ra. Cười vì vậy. Tự nhiên nó giật giật kìa. Không biết ai còn thấy không chứ. Các bạn thấy nó giật giật tưng tưng sao? Vô lại hết. Đó, được rồi. Thì mình rút hai bên để cho nó bụng ở đâu mà nó dính. Rồi xong chụp hình cùng TV. So shiny. Cẩm thạch. Hai chị hoa đổ. Rồi. Trời ơi. Cẩm thạch, cẩm thạch. Nè. Đó. Cắt rồi làm cẩm thạch nữa nha. Hai màu 63 và 65. Tiếng kiều chị. No. Yes. Ôi trời. Này ơi. No time. No. Okay, you can do. No, not yet. I'm going anyway. Không gì kiểu gì mà đẹp vậy chị. Cái này là mình cắt rồi mình làm marble, làm cẩm thạch đó em. Chay đó. Đá đó, cẩm thạch đó. Cẩm thạch màu xanh giống như mấy người lớn tuổi người ta đeo. Đó. You want to check video? Okay. Yeah. Like that's the one. Okay. So the open there. I'll have you do it. You want it over you? Okay. The test. Oh my god. I love it. 73 nè. 63 or 65.
Okay, take picture. Take picture here. Yeah. Lấy không? Lấy. Okay. Cái lông màu đen nó mất tiêu à. Oh, yeah, like that. Yes. Đâu rồi? I take the picture. 65 and 63. Chị đi. Sorry. Mua mời thông sát chỗ. Có nhiều cái nó tới ngày 9 tháng 5 rồi nha. Ok, hết đó.